Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 30 phút và quý vị đang theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch thì toàn quốc đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người và bị thương là 32 người. Đây là những thông tin đáng chú ý do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cũng đã phát hiện lập biên bản hơn 6.200 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 5.100 trường hợp với số tiền phạt là hơn 4,5 tỷ đồng, tạm giữ gần 900 phương tiện vi phạm. Tính cả năm 2017 thì toàn quốc đã xảy ra 21.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 8.200 người, bị thương hơn 17.000 người. So với năm 2016 thì tai nạn giao thông đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết là để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, thì từ ngày 10 tháng 1 năm 2018, 6 đoàn tàu khách đóng mới thế hệ 3 sẽ được đưa vào khai thác trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Trong ngày này, thì hành khách trên tuyến này sẽ được giảm giá là 10% giá vé. Các toa xe được chế tạo với công nghệ và vật liệu cao cấp, toa giường nằm được trang bị nội thất nhập ngoại, mỗi vị trí ngồi có đèn đọc sách tích hợp với cổng sạc điện thoại. Toa ghế ngồi có độ ngả phù hợp, thiết bị để chân phía trước điều chỉnh được, hệ thống điều hòa không khí được đưa tới từng vị trí ghế ngồi để khách có thể tự điều chỉnh. Cũng trong dịp này, thì ngành đường sắt sẽ thí điểm phục vụ suất ăn miễn phí trên các đoàn tàu có chất lượng tương đương với suất ăn trên máy bay. Suất ăn trên tàu được chế biến sẵn, được kiểm soát chất lượng và bảo quản theo quy trình của ngành hàng không. Đội ngũ tiếp viên cũng được đào tạo tại Học viện Hàng không. Thưa quý vị, mỗi dịp nghỉ Tết lễ thì nhu cầu đi lại của người dân và du khách thì luôn tăng cao. Đây cũng là thời điểm mà tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Năm nay thì Tết Dương lịch người lao động được nghỉ là 3 ngày. Cùng với việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết thì những ngày này các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường siết chặt công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Tết Dương lịch năm nay, người lao động trong cả nước được nghỉ 3 ngày. Tại ga Nha Trang và các bến xe trong tỉnh đều bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của hành khách. Dịp này, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã cho chạy thêm tuyến tàu Sài Gòn-Nha Trang và ngược lại từ ngày 28 tháng 12 năm 2017 đến ngày 2 tháng 1 năm 2018. Ngoài những tàu chạy cố định, công ty còn tổ chức chạy thêm 3 đôi tàu tuyến Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra, phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho hành khách lên xuống tại ga. Thì cái lượng khách năm nay thì so với Tết Dương lịch năm 2016 là tương đối cao, là tăng gần gấp đôi. Thì cái công tác phối hợp thì ngoài cái lực lượng bảo vệ ở trong ga ra thì ngành đường sắt còn phối hợp là liên hệ với chính quyền địa phương, là trực tiếp là bên công an giao thông cũng như là an ninh trật tự ở phường để làm công tác trật tự trong khu vực ga. Ngoài ra thì đường sắt còn tăng cường thêm cái lực lượng gọi là y tế để trường hợp mà khách mà có bị bệnh đột xuất thì là cấp cứu kịp thời. Tại bến xe phía Nam Nha Trang, dịp nghỉ Tết Dương lịch, bình quân mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt khách qua bến. Lượng khách du lịch tăng khoảng 10% so với ngày thường. Đến thời điểm này, bến xe phía Nam Nha Trang đã làm việc với các nhà xe để phục vụ hành khách tốt nhất, bảo đảm giá vé không tăng so với ngày thường, đồng thời phối hợp với các lực lượng an ninh trật tự tại bến. Cũng như mọi năm, thì cùng với công ty thì cái lực lượng thanh tra và lực lượng công an giao thông cũng thường xuyên là lên trên bến để mà kiểm tra. Thì trong cái ngày lễ thì tất cả là các công ty và các bến thì cũng là cố gắng và để mà đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho khách đi xe, tránh là các hành khách đi xe là cái giá vé không có đúng theo cái quy định của sở giao thông, cũng như là hành khách là đi lên xe là bị coi như là bị mất cắp hay là móc túi. Cùng với việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Nha Trang đã tổ chức phân luồng, phòng ngừa, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Ngoài ra thì sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động của công an tỉnh, rồi lực lượng coi như là cảnh sát hình sự của công an thành phố Nha Trang cùng với cảnh sát trật tự cơ động là liên tục tuần tra để phòng ngừa các cái nhóm thanh thiếu niên tổ chức tụ tập
để mà đua xe trái phép thì chúng tôi cũng luôn sẵn sàng là ứng trực cái lực lượng coi như là nhận cái mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên để giải quyết các cái tình huống đột xuất coi như là những cái tình huống phức tạp khác mà xảy ra trên địa bàn giao thông nhằm coi như là đảm bảo được cái tình hình về an toàn giao thông để cho cán bộ nhân dân và khách du lịch khi đến tham quan rồi nghỉ dưỡng ở thành phố Nha Trang trong cái dịp Tết Dương lịch này được an toàn và hạnh phúc. Với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, bến xe, ga tàu trên địa bàn tỉnh, nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay sẽ được đáp ứng đầy đủ và hạn chế thấp nhất tình hình mất an ninh trật tự, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, theo thông tư 19 do Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thì có một quy định đáng chú ý về việc đề cử nhân sự cao cấp. Cụ thể, quy định mới nêu rõ là ngân hàng thương mại không được đề cử người tham gia hội đồng quản trị tại tổ chức tín dụng mà ngân hàng thương mại đã mua, nắm giữ cổ phiếu, trừ trường hợp là tổ chức tín dụng đó là công ty con của ngân hàng thương mại hoặc là ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng hỗ trợ được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Với quy định trên thì Ngân hàng Nhà nước đã tạo thêm chốt chặn mới, hạn chế tình trạng xáo trộn nhân sự cao cấp mà qua đó có thể ảnh hưởng không tốt tới hoạt động ngân hàng thương mại qua sở hữu và cả tình huống qua sở hữu cổ phần để cài người vào thâu tóm hoặc là chi phối. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 136 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó yêu cầu bãi bỏ hàng loạt thủ tục liên quan đến đầu tư và doanh nghiệp. Đáng chú ý với lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thì đơn giản hóa nhóm 5 thủ tục gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, đăng ký thành lập công ty cổ phần, đăng ký thành lập công ty hợp danh. Nhóm 3 thủ tục gồm đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên từ việc tách doanh nghiệp, đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp, đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp. Thưa quý vị, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang có xu hướng mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên thì nhiều cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống xử lý chất thải của doanh nghiệp lại không được đầu tư đồng bộ, dẫn đến tình trạng quá tải. Nhiều doanh nghiệp đã xả thải trực tiếp ra môi trường mà không qua xử lý hoặc là qua xử lý nhưng mà chỉ mang tính chất đối phó, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như là đời sống và sản xuất sinh hoạt của người dân. Công việc chính là trồng cà phê và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, việc sản xuất, chăn nuôi của hộ gia đình ông Tân trở nên khó khăn hơn khi đàn gà liên tục bị bệnh và chết dần do khói bụi và nước thải được xả từ một nhà máy chế biến cà phê sát bên. Coi như mới đốt có 3 ống rồi mà khói nó cũng như là sương mù coi như là trong ngày rồi. Thế mà chẳng hạn tối đến, nhiều những hôm tối đến đốt cả hàng chục ống ấy lại thì coi như là nó ngụp khói xuống thì nhiều lắm, mà nhất mưa nữa thì coi như là xuống thì coi như là phun chuột ấy. Ở cạnh nhà ông Tân là gia đình nhà bà Hiền, sinh sống ở tại địa phương đã trên 20 năm nay. Tuy nhiên, vì không chịu được vấn đề ô nhiễm của nhà máy chế biến cà phê này, nên chỉ mới hơn một tháng trước, gia đình bà Hiền phải chấp nhận bán rẻ đất và nhà cho doanh nghiệp này để tìm kiếm chỗ ở mới. Thì là bây giờ là bị ô nhiễm bụi, ồn, thế rồi thì là khói, không làm sao ở được thì phải cô bác phải bán. Bán mà bây giờ bên công ty nó ép giá quá. Theo thống kê trong khu vực chịu ảnh hưởng của nhà máy chế biến cà phê này, có gần 20 hộ dân sinh sống, thì nay đã có 5 hộ phải rời bỏ, bán nhà cửa, vườn tược để đi tìm nơi ở mới vì không chịu được tình trạng ô nhiễm. Thực tế cho thấy, nguyên nhân khiến việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường diễn biến phức tạp là do mức phạt hiện tại còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận nộp phạt để sau đó tiếp tục tái phạm xả thải ra môi trường. Đối với những cơ sở mà nếu không đủ điều kiện về môi trường thì yêu cầu là tạm dừng để khắc phục đầy đủ các cái quy định của pháp luật về môi trường về mới cho phép hoạt động. Trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường và coi đó là sự sống còn của doanh nghiệp. Do đó, việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mới chính là giá trị để giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững cũng như góp phần bảo vệ môi trường sống.
quý vị, trước tình trạng nạn săn bắt theo kiểu tận diệt chim trời diễn ra ngày càng phổ biến ở một số địa phương làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, thì tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An lại tồn tại một vườn cò rất độc đáo từ hàng chục năm nay với hàng nghìn con cò trắng về cư ngụ và sinh sản. Sự sinh sôi phát triển của đàn cò đã làm cho môi trường sống nơi đây trở nên trong lành hơn. Kiểm tra đàn cò, rừng cây, nơi cò về trú ngụ và sinh sản là công việc quen thuộc mỗi ngày của anh Nguyễn Danh Hiền ở xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Thấy đàn cò nó mình bảo vệ thì càng ngày nó về càng nhiều. Cho nên thì tôi mới quyết định là đầu tư là rào lưới B40 này để khỏi người dân họ săn bắt. Trồng thêm những cái cây như kiểu cây được đấy nó rồng ra, với là trồng thêm những dải trẻ ở trên bờ kia để cho cò nó đẻ. Được biết, đàn cò xuất hiện ở vùng này đã từ hàng chục năm nay. Cò sinh sản nhiều nên ngày một đông hơn. Theo quy luật thì từ 5 đến 6 giờ sáng, cò bắt đầu bay đi các vùng khác để tìm kiếm thức ăn. Và đến khoảng 6 giờ chiều lại trở về đây trú ngụ. Được ngắm cảnh đàn cò thấy rất là điêu đáng quỷ, vì là dân ở đây hầu như là toàn bắt cò về để bán. Nhưng mà theo em được biết thì ở đây là gia đình anh Hiên và chị Lê là cấm không được cho dân đến để săn bắn cò. Trước đây khu đất này là một vùng đầm hoang ngập trũng, tập trung rất nhiều nguồn thức ăn tự nhiên. Có rừng cây bụi ngập nước, vì thế nơi đây đã trở thành điểm tập trung trú ngụ của rất nhiều loại chim, trong đó lớn nhất vẫn là loại cò trắng. Ở đây là một cái vườn lùm cây, nhưng mà sau từ khi được giao cho chủ hộ gia đình anh Nguyễn Thanh Hiền, thì với bàn tay của gia đình cũng tạo ra cảnh quan, cũng là để cái vườn cò này về thì cũng khẳng định là đất lành chim đậu, và con người của Thuận Nghĩa Hoàn cũng khẳng định lấy điều đó thì mới bảo tồn được cái vườn chim này. Hiện nay, tình trạng săn bắn chim trời đang diễn ra phổ biến tại một số địa phương, thì việc bảo vệ những vườn cò này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là tại những vùng đông dân cư. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.